Không hiểu sao mà dạo này có rất nhiều bạn hỏi mình cách sử dụng vitamin C như thế nào. Và thật nha, vitamin C đúng là tốt ấy. Tuy nhiên, nó chỉ tốt khi mà mọi người sử dụng đúng cách mà thôi. Còn nếu như mà mọi người sử dụng sai cách thì hậu quả thật sự khôn lường đó nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mới bắt đầu sử dụng vitamin C và những lưu ý khi sử dụng nó nha. Thứ nhất đó là nồng độ thích hợp nên là từ 10 đến 20% nha. Đối với một số bạn thì cái nồng độ là 8% đã đủ để đạt hiệu quả rồi. Còn với một số người khi mà sử dụng quá 20% thì da nó sẽ bị kích ứng hoặc có thể gây ra nhiều rít nữa. Nên là hãy cân đối cái lượng nồng độ sao cho phù hợp với làn da của mình nhất nha. Hai, nên test trước khi mua. Serum vitamin C là an toàn với mọi loại da. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì nó vẫn có thể gây ra một số những cái tác dụng phụ, ví dụ như là kích ứng da, khô da, vàng da, mẩn đỏ. Chính vì thế nên là trước khi mua thì chị em nên test một vùng da nhỏ trước khi mà test lên vùng da lớn hơn nha. Thứ ba đó là bao bì. Thấy việc mình tiếp xúc với lại không khí, ánh sáng và nhiệt độ thì cũng làm giảm cái tác dụng của serum. Chính vì thế nên khi mua serum ý, mọi người lưu ý là hãy lựa chọn những cái lọ nào mà nó được ở trong cái lọ thủy tinh màu tối hoặc là có dạng là nắp nhỏ giọt thay vì là dạng xịt nha. 4 là bảo quản. Một số serum thì cần phải bảo quản ở trong tủ lạnh để có thể kéo dài thời gian sử dụng. Chính vì vậy các bạn hãy đọc kỹ bao bì để biết được cách bảo quản tốt nhất nha. 5, cuối cùng đó là hạn sử dụng. Thông thường thì chúng ta chỉ nhìn cái hạn sử dụng ở trên bao bì thôi đúng không? Tuy nhiên nha, mọi người lưu ý, nếu như serum của mọi người ấy nó đang từ màu vàng nó chuyển thành vàng đậm hoặc là màu nâu hoặc màu cam thì tức là nó đã không sử dụng được nữa hoặc là nó đã hết hạn sử dụng rồi, các bạn không nên dùng nữa đâu. Hoặc là nếu như cái tinh chất ấy mà nó sử dụng mà nó chuyển sang cái màu vàng nhạt hơn, tức là nó đã bị oxy hóa và nó đã giảm dần cái tác dụng nó đi rồi, nên là cũng không dùng được nữa đâu nha. Nếu các bạn là da khô, nhạy cảm hay là mất nước thì các bạn hãy sử dụng cái loại serum mà có tinh chất nhẹ thôi và nó có hàm lượng axit lactobic nó dưới 20% là được. Còn nếu như mà các bạn vẫn muốn sử dụng serum có nồng độ cao hơn thì mọi người hãy pha loãng với kem dưỡng ẩm trước khi sử dụng nha.